Tại sao chọn gạch lát sân rất quan trọng? Anh em xem clip nhé. Nguyên nhân là do những loại gạch bề mặt như giả sỏi, giả cỏ như thế này chỉ được nên dùng trong khu vực sân vườn có mái che. Tuyệt đối không được lát ngoài trời khi không có mái che vì trời mưa dễ bị trơn trượt và điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ dễ làm bung gạch. Vậy nên chúng ta nên sử dụng loại gạch có bề mặt nhám mờ, nhám sần hoặc loại đá tự nhiên để lát ngoài sân thượng, sân vườn để chống trơn trượt tốt nhất. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng cái loại gạch 40-40 granite xương đồng chất như thế này, bởi vì bề mặt của nó nhám và có rãnh khía chống trơn trượt tốt, có thể dùng lát sân vườn, sân thượng tốt ngoài trời, bởi vì nó có thể chống nóng, chống trơn trượt, chống bám bẩn.